Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm qua thì có rất nhiều bạn có đặt câu hỏi thắc mắc về cái sự kiện hoàn trả 30% này, vì nhiều anh em cảm thấy là có một sự trí trá không hề nhẹ. Ok, thì ngày hôm qua ấy, thì khi mà mình tiêu 894 kim cương ấy, thì mình xếp top 1. Tuy nhiên ở đây thì bên Ghana Free Fire có ghi đây là top 1, đây là bảng xếp hạng server. Nhưng thực tế thì sau một khoảng thời gian tìm hiểu ấy, thì mình phát hiện ra đây hoàn toàn không phải là bảng xếp hạng của cả server, mà nó chỉ đơn thuần là tìm ngẫu nhiên một số lượng người, sau đó thì họ ghép vào trong một bảng xếp hạng để cho chúng ta có thể gọi là đua với nhau thôi. Và mình còn không biết là những cái người mà đang đua với mình này có phải là người thật hay không. Tuy nhiên thì với một cái mẹo rất đơn giản là các bạn hoàn toàn có thể nhận được quà rất là xịn sò con bò với một số lượng kim cương rất thấp. Ví dụ như ở đây thì chúng ta nhìn thấy là ở cái cấp độ cao nhất thì chúng ta sẽ nhận là M1887, nhưng ở những cái cấp dưới thấp hơn thì chúng ta sẽ nhận được trang phục. Ví dụ như là cái bạn cô gì đấy có 3 dấu hoa thị với 178 kim cương, bạn hoàn toàn có thể nhận được đó, nhưng mà chrono miễn phí. Đấy, thơm không anh em? Bờ, quá thơm luôn. Hoặc là ví dụ như là ở phía dưới này, ở đây các bạn có thể nhìn thấy là với 178 kim cương mà nhận được chrono miễn phí thì nó phải gọi là quá thơm đi. Đấy, tiêu 178 kim cương, đây ông này tiêu 114 kim cương nhận là alloc miễn phí ở vị trí top 11. Đấy, top 11 nhận là alloc miễn phí, tiêu 114 kim cương nhận là alloc, nói gì đi. Đấy, nói gì đi anh em? Tức là vào mua những thứ rất vớ vẩn thôi. Đấy, mà cũng nhận được, hoặc là con pet. Đây, ví dụ như là đây, làm gì có ông nào cả server tiêu được có 3-4 kim cương. Đấy, thì mình nghĩ là cái sự kiện này ấy, nó là một sự kiện mà nó ghép ngẫu nhiên một số lượng người với nhau, sau đó ấy, cho người ta đua với nhau ở một cái mức độ nó rất là nhỏ lẻ thôi, một mức độ nó rất là nhẹ nhàng để mà có thể tặng quà miễn phí cho người ta, gọi là tặng quà, nhưng tôi nghĩ nó là một cái sự kiện mà kiểu thúc đẩy người ta tiêu kim cương. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là chúng ta có cái mốc 1999 kim cương là mốc cao nhất, và gần như là nếu mà ai tiêu khoảng 2000 kim cương thì sẽ đứng top 1 luôn. Đây, bây giờ mình sẽ đổi sang cái nick ri đáng yêu của mình là cái nick phụ nha anh em. Và ở đây các bạn sẽ thấy cái sự trí trá này. Đấy, chúng ta sẽ đến này. Đây, tôi sẽ thử cho anh em xem. Đây, lúc này thì tôi đang đứng ở đầu luôn. Đấy, tiêu 160 kim cương sẽ nhận được đó là M1887 vĩnh viễn. Điêu không anh em? Đấy, quá điêu luôn, quá điêu anh em ạ. Nhưng mà tôi chỉ cần tiêu thêm một cái gì đấy nữa thôi thì cái bảng xếp hạng này ngay lập tức nó sẽ cập nhật ngay. Đấy, tức là nó bắt mình là càng lúc phải tiêu càng nhiều. Đấy, ví dụ như ở đây làm gì có bảng xếp hạng nào có mỗi hai ông. Đấy, hỗ trợ trả nợ với Ri đáng yêu. Ông kia ta tên là hỗ trợ trả nợ rồi. Đấy, mà nghe tên nó đã không được uy tín rồi anh em ạ. Bây giờ nhá, bây giờ tôi sẽ thử, tôi đi ra ngoài tôi mua một cái vật phẩm gì khác. Đấy, tôi mua một cái gì đó khác ở trong shop. Tôi sẽ mua ở trong shop huyền bí đi. Thì khi mà tôi mua một cái gì đó khác ấy thì tôi sẽ thì cái bảng xếp hạng này nó sẽ bị thay đổi. Đấy, nó lại như thế cơ anh em ạ. Nó lại quái thai ngâm giấm như thế cơ. Đấy, ok con dê. Từ từ nhở, qua vào đâu mua nhở? Vào shop huyền bí mua đi. Đấy, tôi sẽ mua một cái gì đấy trong shop huyền bí để mà tôi có thể thì cái khi mà bạn mua một cái gì ấy, tiêu một tí kim cương ấy, thì tự nhiên nhá, tự nhiên nó sẽ ghép bạn với cả một số lượng những người khác nữa. Đấy, ảo ma Canada lắm luôn ấy. Đấy, ảo ma cực luôn. Đây, tôi cho anh em xem sự trí trá của cái cửa hàng này. Đấy, thấy chưa, tự nhiên có một thằng khán gì đấy 09 khánh gì đấy, nó nhảy một phát lên 835 kim cương và nó sẽ chiếm mất cái suất để lấy M1887 của tôi. Trong khi đó tôi bị đẩy xuống thứ tư và tôi sẽ chỉ lấy được gói long nữ kiếm khách thôi. Đấy, trí trá không anh em? Đấy, quá trí trá luôn. Bây giờ tôi lại phải vượt qua cái mốc 835 kim cương của thằng khánh kia để mà muốn sở hữu được M1887 thế giới ngầm. Đấy, ảo ma Canada. Bây giờ tôi tiêu tiếp nha anh em. Bây giờ tôi tiêu tiếp để xem nó cập nhật lại cái vòng quay hay không. Đấy, bây giờ tôi sẽ mua một cái gì đó, tôi sẽ tìm cái gì đó rẻ nhất ở đây tôi mua. Đây, hộp súng phẫn nộ này. Đấy, tôi mua một hộp này. Đấy, tôi lấy khẩu MP5 phẫn nộ này. Đấy, xong rồi tôi vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái sự kiện này nó sẽ trí trá ở chỗ là nó sẽ kiểu như là nó sẽ khuyến khích chúng ta là càng lúc càng nạp nhiều kim cương hơn. Đấy, càng lúc càng tiêu nhiều hơn. Đây, tôi lên vị trí top 3 luôn. Ảo ma Canada thật sự ạ. Đấy, cái thằng đào idol kia bị giảm top 4, nhưng mà ví dụ như ngon nhất thì ông VTC cái gì đấy, VTC cái gì đấy này, tiêu 190 kim cương nhận được chrono vĩnh viễn này. Đấy, nhưng mà còn một quả điêu nữa là đây, tôi phát hiện ra ở cái vị trí thấp hơn thì sẽ còn những cái quà nó quá thơm với đội bán cơm luôn. Đấy, ví dụ như là mình tiêu rất ít mà kiểu đúng kiểu không làm, làm ít mà vẫn có ăn luôn.
Đấy, ví dụ như ông số 6 này nhá sẽ nhận được Chrono này, hoặc là ví dụ như ông ở dưới nhận Alok với cái giá nó quá rẻ. Đấy, nó quá rẻ luôn. Đấy, ở vị trí top 11 nhận Alok với giá cực kỳ rẻ nha. Đây. Rồi cho anh em xem đấy, có hẳn hai thằng nhận Alok luôn. Đây là hai thằng cùng tiêu 59 kim cương, là hai thằng đều nhận Alok luôn. Ảo ma Canada Venezuela thật sự ạ. Đấy, thì cái sự kiện này nó có tí chi chá nhá, thì anh em chú ý là thực ra cái sự kiện này là anh em chỉ cần tiêu một chút kim cương thôi đã có thể nhận được Alok và Chrono rồi. Thật ra thì nó cũng hay, nhưng mà nó cũng có những cái nó lươn anh em ạ. Và nó lươn rất là lươn luôn. Ảo ma Canada thật sự, mà cái này nó sẽ không phải là bảng xếp hạng toàn server đâu, nó chỉ ở ghép ngẫu nhiên một số lượng với nhau thôi. Ok, ở bên Fed cộng đồng Free Fire Việt Nam thì họ đã công bố cái gift code mới ở Ghana Free Fire. Đó là khi mà cái page này, cái page cộng đồng Free Fire Việt Nam này đạt 150.000 like thì chúng ta sẽ nhận được ba lô ngày xa cực te cu. Đấy, à cực cu te. Đấy, thì chúng ta sẽ có đấy là cái hòm, nhưng mà cái này là 150.000 like nhá. Theo tôi biết thì cái trang web này, cái trang fanpage này hiện tại mới đang có hơn 100.000 like thôi. Đấy, đã mất 50.000 nữa chúng ta sẽ nhận được cái ba lô ngày xác. Thì cái ba lô này khá đẹp. Đây là một cái ba lô mà theo tôi đánh giá là nó cũng xịn xò, nhưng mà nó cũng bán lại trong Ghana Free Fire nhiều lần rồi. 15.000 code thì chắc là anh em cũng húp trong một nốt nhạc thôi. Tại vì hôm trước là có cái ván rapper 12.000 code ấy, ông nào cũng chê. Đấy, hôm trước có cái ván rapper 12.000 code, ông nào cũng chê, ông nào cũng kêu là ui cái ván này ai thèm lấy, cái ván này ai thèm mua đâu, ai thèm húp đâu. Xong rồi tôi khoảng 5 phút sau khi cái code đấy phát ra, tôi vào phát mà hết luôn. Đấy, hết luôn anh em ạ, không còn cái gì, còn mỗi cái nịt. Đấy, ảo ma Canada thật sự. Thì cái hòm, cái quên, cái ba lô này theo tôi đánh giá là cũng tương đối đẹp. Bây giờ chúng ta đeo ba lô ở trong cái tử chiến rồi ấy. Thế nên là có cái quả ba lô này thì nó cũng gọi là chất lượng. Đấy, có ba lô này nó phải gọi là chất lượng. Ok con dê, vào trong game test luôn anh em xem. Đấy, ba lô ngày xác. Đây là ba lô cấp 4 nhá, ba lô cấp thấp hơn thì nó cùi hơn. Đấy, tôi test luôn anh em, đó là M187 thế giới ngầm. Dù chắc là nhiều anh em đã có khẩu ấy rồi. Đấy, khẩu ấy thì bắn nó có một cái độ phê nhất định. Đấy, bắn nó gọi là quá phê, đội bắn dê luôn. Nhưng mà tôi nghĩ ấy, là để mà có thể nhận được ấy, thì cái con số kia càng ngày càng tăng lên, và các bạn sẽ mất khoảng 1.500-2.000 kim cương gì đấy cho cái cuộc đua. Đấy, mà các bạn là trong cái đua top ấy thì không biết là như vậy thì cả server sẽ có bao nhiêu khẩu M87 free được phát ra. Nhưng mà như vậy thì cũng khá là hay, theo tôi đánh giá là khá là hay. Sau quả này thì M87 sẽ rất phổ biến, M87 thế giới ngầm sẽ cực kỳ phổ biến luôn. Ơ thì đi đâu ấy nhỉ? Vâng, mấy thanh niên địch đi đâu ấy nhỉ? Các bạn đi đâu rồi? Vâng, đây không thèm bắn nhau luôn, bó tay. Team mình và team địch đang hòa nhau tỷ số là 1-1. Đấy, chả thấy ông nào bắn nhau luôn. Ơ kìa, lạ nhỉ? Ôi sao ông khủng long team mình còn trèo lên giàn giáo, trèo đấy làm gì bạn ơi? Xuống bắn nhau đi, xuống đi tìm địch mà bắn nhau đi. Trời ơi, rank đồng này thì mà cũng phải lo lắng à? Vâng, đây này, nhìn tôi này, tôi quẩy hết tất cả các thể loại địch nhá. Không thấy thằng nào để mà quẩy anh em ạ. Không thấy thằng nào để mà cháu quẩy cả. Ôi, đi đâu hết rồi? Địch nó chơi kiểu chơi tàn thế nhở? Địch chơi chán thật đấy. Và địch gọi là buồn giàu thật đấy. Vâng, bắn rank rồi bạn ơi. À đây, bắn nhau rồi. Bắn nhau rồi. Đấy, một thằng đã gãy. Một cháu đã gãy. Hay quá. Thì mình thi đấu uy tín đấy. Và team mình có ông tên là chăn gà. Ôi, ông Elimi quýt rồi. Vâng, rồi ôi, chơi toàn quýt lên thế này thì chơi bời cái gì. Ôi rồi bâng bị bắn. Ôi rồi bâng bị đá. À, nãy này thì đứng đấy nấp để một pha hạ gục đến vị trí Ori đáng yêu. Thôi bâng chết rồi. Ok. Thì mình bị thịt mất hai cháu rồi. Khổ. À, một cháu bị chết móng bò. Ui, ông chân gà. Chân gà cẩn thận, nó lại húp chết bạn bây giờ. Chân gà. Ôi, địch còn một thằng nó vẫn đang múa ấy, anh em. Địch còn một thằng nó đang múa. Ui, sao ông chân gà bị thịt rồi. Đấy, thằng khủng long mày đâu. Đấy, à tôi mới mua quả lựu này mất có 39 kim cương anh em ạ. Vâng, quả lựu cáo thần này. Úi rồi, thằng Nhật Nam mà Chipperkin anh em ạ, vãi trưởng. Chipperkin với ai? Chipperkin mà gặp tôi thì tuyên bố là bạn còn cái nịp nhá. Vâng, Chipperkin với chúng tôi này, thắng bại nó là tại kỹ năng, mà đấy là tại kỹ năng nhân vật nhá. Đấy, thắng bại tại kỹ năng nhân vật nha bạn nhá. Ngon ngay.
Đấy, ok con dê thì thực ra thì tôi cũng chỉ test cái khẩu thế giới ngầm ấy thôi. Khẩu thế giới ngầm ấy bắn khá ngon, lâu lắm ấy tôi không cầm. Tại vì đợt này tôi hay cầm khẩu One Punch Man. Đấy, tôi hay cầm khẩu nhất nhất quyền, khẩu One Punch Man, thánh phòng một đấm chết luôn. Đấy, tôi thích khẩu ấy hơn, trong màu nó đẹp hơn, khẩu thế giới ngầm mình nhìn nó hơi bần. Nhưng mà hình như là chúng ta cũng sắp có một cái skin M887 mới, thế là M887 hoàng kim cộng 2 tầm xa. Đấy, thế nên là cũng khá là ngon anh em ạ. Và một phải một va đẩy lên đến vị trí Ria kia mình à. Đấy, cứ đẩy lên thôi, mạnh dạn lên, tầm này địch người địch còn cái gì đâu. Đấy, mấy thằng địch giờ ấy còn cái gì đâu. Đấy, ok con dê. Ha ha, chạy vào trong nhà. Chạy vào trong nhà cho quả lựu băng. Ui xồi, đau chưa, hay quá. Thì mình thi đấu uy tín. Đấy, khổ thân. Mèo ngố chết rồi. Mèo ngố đã chính thức ngố anh em ạ. Và một pha đẩy qua, di chuyển qua thịt rõ anh em ơi. Thịt rõ. Và ui xồi, anh em thấy tôi đặt kèo chí không? Đặt kèo phải gọi là không có một cái tác dụng gì luôn. Đấy, ui xồi, AFK kìa. Vâng, quit game AFK thì cứ làm vài quả lựu cho nó tươi. Đấy, nằm ngay. Đấy, ok, thằng nó bắn tôi anh em ạ. Ôi, thằng nó bắn tôi. Ai à. Ai cha, nó bắn mình căng đấy chứ nhờ. Nó bắn mình căng thật sự đấy chứ nhờ. Ui, nó bắn mình căng đấy. Đứng trong nhà, đứng im trong nhà với chúng tôi. Nó chết rồi anh em ạ, nó chết rồi. Và ảo ma Canada phết đấy. Và trận này lại phải thắng, nhưng mà đây là nick phụ thôi. Nick chính thì ăn nó gọi là ngập hành. Đấy, nick chính nào này tôi bắn tử chiến, bây giờ tôi lên kim cương này, ăn nó gọi là ngập hành luôn anh ạ. Ăn nó gọi là hành tỏi, gọi là ăn gọi là như là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối luôn, gọi là ngập hành luôn. Ok, đẩy lên thôi, cái liệu cuộc tình thôi. Đấy, thì cái ba lô ngày sát với M887 thế giới ngầm nó như vậy. Thì tôi nghĩ là cái sự kiện mà tiêu kim cương kia ấy, anh em cố gắng là tiêu một chút, xong rồi căn để làm sao mà cho chúng ta có thể lấy được cái bộ chrono nhá. Nhưng mà cái đấy tôi sẽ theo dõi, tại vì cái sự kiện này nó còn kéo dài 6 ngày ấy. Tôi chỉ sợ ấy là bên Ghana họ có một cái luồn lách nào đấy để họ đưa cái số lượng kim cương lên. Đấy, họ đẩy cái số lượng kim cương lên cao hơn so với cả cái mức mà chúng ta cần, thì chúng ta sẽ không nhận được cái nhân vật chrono. Đấy, thì nói chung là mấy cái sự kiện kiểu như thế thì nó dễ kiểu luồn lách, nó dễ kiểu trí trá lắm anh em ạ. Thế nên là anh em cũng phải chú ý nha. Ok, thì đó là nội dung mà mình mang đến cho anh em trong video này. À còn anh em nhớ lên like cái page cộng đồng Free Fire nha. Quên mất đấy, cái nội dung chính mà mình cần là like cộng đồng Free Fire để mà lấy cái gift code ngày sát này thì quên mất. Đấy, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại mình một like và subscribe. Các bạn là vì 90% số người xem kênh Ria Gaming hiện tại thì đều không đăng ký, cũng không ấn thông báo kênh. Đấy, thế nên là có một vấn đề đấy là rất nhiều anh em là bỏ lỡ các cái video. Đấy, ví dụ như hôm qua mình có làm cái video về một số sự kiện trong Ghana FIFA mà nhiều anh em cũng không xem được, thì cũng đơn giản là do là mình tắt thông báo kênh hoặc là mình không đăng ký kênh, nên là nó cũng ít nhận được thông báo hơn. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau nha. Tôi lên bạc 2 này.